phụ thuộc vào cơ bản, đó chính là gì, 80% chúng tôi nghiên cứu chúng tôi thấy được các giao dịch bất động sản bị thất bại ở một chuyện, đó chính là gì? Đó chính là cái môi giới không nắm được luật, hay nói cái khác nữa là đôi lúc khách hàng sẽ thắc mắc về những vấn đề về luật nhưng môi giới không giải đáp được, dẫn đến là nó sẽ giao dịch sẽ bị thất bại. Cho nên để mà bổ sung trao đổi tóm tắt lại cho anh chị biết được là hiện nay chúng ta đang bị điều phối bởi chính phủ với các bộ luật nào, để từ đó khi chúng ta thương thảo hay chúng ta đàm phán hay chúng ta giao dịch với các khách hàng mà nó đụng tới vấn đề luật thì chúng ta có thể nắm rõ hơn được. Rồi, như vậy về cơ bản thì hiện nay tôi sẽ trao đổi với anh chị về luật kinh doanh bất động sản. Thì luật kinh doanh bất động sản hiện nay chúng ta đang trao đổi đó chính là luật kinh doanh bất động sản năm 2014, được hướng dẫn bởi chính phủ bằng nghị định số 76 và thông tư hướng dẫn số 11 năm 2015. Thì pháp luật kinh doanh bất động sản hiện nay nó chia cái mảng bất động sản của chúng ta chia làm hai phần. Anh chị hình dung như vậy, bất động sản hiện nay chúng ta chia làm hai phần, đó chính là gì? Hoạt động kinh doanh bất động sản chúng ta sẽ được chia làm phần bên trái của các anh chị có thể thấy trên màn hình, đó chính là kinh doanh bất động sản. Bên trái chúng ta kinh doanh bất động sản, kinh doanh bất động sản. Và mảng thứ hai đó chính là mảng kinh doanh dịch vụ bất động sản là bên phải. Tôi có trao đổi, tôi có trình chiếu, anh chị thấy được rằng là hoạt động kinh doanh bất động sản nó sẽ chia làm hai mảng. Mảng bên trái là hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh doanh, kinh doanh bất động sản. Mảng bên phải đó là mảng hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản. Như vậy bây giờ chúng ta cần phải phân biệt được là cái mảng mà kinh doanh dịch vụ và kinh doanh bất động sản nó khác nhau điểm nào, được chưa? Thì ở đây chúng ta thấy được rằng là tôi có để anh chị là 6810 hoạt động kinh doanh bất động sản và 6820 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản. Thì tí nữa tôi sẽ nói cái vấn đề là tại sao tôi để cái mã này. Rồi, như vậy giờ chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ đi vào, chúng ta hình dung được là cái mảng hoạt động kinh doanh bất động sản của chúng ta đó là mảng nào. Thì mảng hoạt động kinh doanh bất động sản hiện nay á, anh chị thấy được rằng là chúng ta sẽ dựa vào bất động sản, chúng ta sẽ đầu tư tạo lập bất động sản, chúng ta nhận chuyển nhượng bất động sản, chúng ta mua bất động sản, chúng ta thuê mua bất động sản. Để từ đó các anh chị bán hoặc là cho thuê lại hoặc cho thuê mua lại để tạo ra lợi nhuận, thì đó được xem là hoạt động kinh doanh bất động sản. Ví dụ như bây giờ tôi giả sử tôi có một cái quỹ đất đi chẳng hạn, tôi có 7.000 mét vuông đất trồng cây lâu năm. Bây giờ tôi đang suy nghĩ được rằng là bây giờ tôi định là chuyển mục đích sang đất ở và tôi phân lô bán nền. Như vậy về cơ bản tôi đang hướng tới một chuyện là tôi sẽ hoạt động kinh doanh bất động sản. Hoặc là tôi sẽ đi mua 10.000 mét vuông đất ở của một ai bất kỳ đâu đó, và mục tiêu của tôi đó chính là phân lô nhỏ ra tôi bán, thì đó cũng được xem là gì? Hoạt động kinh doanh bất động sản. Nhưng bây giờ tôi sẽ nhờ một ông B nào đó phân phối giùm tôi cái bất động sản này, thì cái ông B đó ổng không phải là đối tượng hoạt động kinh doanh bất động sản, mà ổng là đối tượng hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản. Dịch vụ bất động sản đó chính là các mảng liên quan đến vấn đề là gì? Môi giới nè, sàn dịch bất động sản nè, tư vấn nè, và quản lý bất động sản. Và các đối tượng tham gia vào thị trường bất động sản này ai ai cũng sẽ sử dụng cái dịch vụ bất động sản này. Đó là cái điểm mà chúng tôi muốn trao đổi với anh chị là một thằng là kinh doanh bất động sản để có lợi nhuận, một thằng là kinh doanh các dịch vụ liên quan để cung cấp đáp ứng các nhu cầu đối với bất động sản để có lợi nhuận, thì hai thằng này hoàn toàn khác nhau. Một bên dựa vào bất động sản để bán để sinh lời, còn một bên sẽ dựa vào các dịch vụ cung cấp cho cái bất động sản đó, ví dụ như sàn, ví dụ như môi giới, ví dụ như tư vấn, ví dụ như quản lý. Có thể một cái ví dụ để anh chị hình dung thêm cái phần kinh doanh dịch vụ bất động sản. Ví dụ như bây giờ tôi có một thằng bạn người Hàn Quốc đi, bây giờ nó có cái nhà, kêu Nguyên ơi bây giờ ông làm sao để ông có lợi nhuận và hàng năm ông chia cho tôi cái một khoản lợi nhuận nào đó. Như vậy tôi sẽ đứng trên vai trò là tôi sẽ quản lý cái bất động sản đó. Như vậy việc tôi quản lý bất động sản đó là việc kinh doanh dịch vụ, quản lý để tôi tạo ra lợi nhuận cho cái thằng bạn của tôi bên Hàn Quốc, thì cái đó là cái gì? Kinh doanh dịch vụ bất động sản. Đó là một số cái chúng ta có thể tóm tắt một cách đơn giản để anh chị hình dung được là kinh doanh bất động sản nó sẽ khác với kinh doanh dịch vụ bất động sản ở chỗ cái hình thái mà hoạt động của cái loại hình của nó.
Rồi. Bây giờ nó lại có một cái chuyện nữa là bây giờ giữa việc cái việc mà công ty kinh doanh bất động sản và công ty kinh doanh bất dịch vụ bất động sản nó yêu cầu cái gì, thì phạm vi hoạt động của kinh doanh bất động sản á, thì anh chị lưu ý giùm tôi một cái. Nếu mà đứng trên với vai trò là tổ chức cá nhân, tổ chức cá nhân, anh chị đứng trên vai trò tổ chức cá nhân trong nước nhé, anh chị sẽ được kinh doanh được hai mảng. Chị được kinh doanh hai mảng. Mảng đầu tiên đó là mảng mua bán tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất. Mảng thứ hai đó chính là mua bán quyền sử dụng đất. Hai mảng này hoàn toàn khác nhau, mà chỉ có cái ông gì kinh doanh bất động sản là tổ chức cá nhân trong nước, hay nói cách khác là ông pháp nhân của cái doanh nghiệp đó phải là gì? Cái pháp nhân của chủ doanh nghiệp đó phải là gì? Là người mang quốc tịch Việt Nam, thì người đó mới được kinh doanh hai mảng, đó chính là mảng gì? Kinh doanh quyền sử dụng đất và kinh doanh quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tôi sẽ ghi ở đây để cho anh chị hình dung, như chúng ta sẽ chốt lại một câu. Khi tôi kinh khi công ty kinh doanh gì? Công ty kinh doanh bất động sản, công ty kinh doanh bất động sản nó sẽ chia làm hai phần, được chưa? Cái mảng mà đầu tiên á, đó là pháp nhân. Nếu pháp nhân của anh chị công ty kinh doanh bất động sản và pháp nhân của anh chị á, là tổ chức cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân trong nước, thì anh chị được quyền kinh doanh hai mảng, thì được kinh doanh hai mảng, đó chính là gì? Kinh doanh quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất. Rồi. Thứ hai, nếu pháp nhân của anh chị á, pháp nhân của anh chị á, là tổ chức cá nhân nước ngoài, thì được kinh doanh một mảng, đó chính là quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Như vậy ở đây nó có một cái điểm mà anh chị còn phải lưu ý là sau này nếu một cái ông nước ngoài nào đó mà yêu cầu anh chị, thôi bây giờ mày đứng ra mày làm, ông đứng ra ông làm gì là đơn vị ủy quyền cho tôi đi, ông đứng ra là gì pháp nhân cho tôi đi, thì anh chị phải hình dung là gì. Nhưng họ yêu cầu anh chị là đứng ra làm pháp nhân, nhưng họ lại yêu cầu là gì? Tôi là giám đốc, còn ông chỉ là phó giám đốc thôi, ông đứng ra ông đại diện, ông xin hết tất cả mọi thứ liên quan đến hồ sơ giấy tờ. Thì câu trả lời rằng nếu cái ông đó là người mang quốc tịch nước ngoài thì ông chỉ được làm một mảng duy nhất, đó chính là gì? Được bán cái công trình trên đất mà thôi, hay nói cái khác, nói theo đúng luật đó chính là bán quyền sở hữu tài sản liền với đất. Còn cái ông mà tổ chức cá nhân mà trong nước á, tức là người mà đứng pháp nhân, tức là ông giám đốc đó là quốc tịch Việt Nam, thì ông được kinh doanh hai mảng, đó là kinh doanh quyền sở hữu tài sản liền với đất và quyền sử dụng đất. Thì đó là cái mà anh chị chú ý. Rồi.
Thì cái, đây là một cái điểm mà anh chị chú ý đầu tiên trong cái việc là hoạt động công ty kinh doanh bất động sản 6810. Tôi sẽ điền ở đây là 6810. Được chưa? 6810 đây là mã ngành kinh tế. Mã ngành kinh tế khi anh chị thành lập doanh nghiệp à. Mã ngành kinh tế. Anh chị khi thành lập doanh nghiệp mà công ty kinh doanh bất động sản thì mã ngành kinh tế 6810 thì yêu cầu ở đây tức là pháp nhân, tổ chức cá nhân trong nước được kinh doanh hai mảng, đó chính là kinh doanh quyền sở hữu tài sản liên quan đến đất hay quyền sử dụng đất. Còn nếu đứng trên tư cách là pháp nhân, tổ chức cá nhân nước ngoài chỉ được kinh doanh một mảng, đó chính là quyền sở hữu tài sản liên quan đến đất mà thôi. Đây là một điểm mà anh chị cần phải lưu ý trong quá trình khi anh chị thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Được chưa? Đó là điều đầu tiên tôi muốn trao đổi trên slide này cho anh chị. Đó chính là gì? Tổ chức cá nhân trong nước thì họ được quyền kinh doanh hai mảng. Tôi nhắc lại, kinh doanh hai mảng. Một là quyền sở hữu tài sản liên quan đến đất, như đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng nhà để bán, cho thuê mua. Mua nhà công trình xây dựng để bán, cho thuê mua. Hoặc là thuê nhà công trình xây dựng để cho thuê lại. Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, xây dựng công trình để bán, cho thuê mua. Đó là mảng đầu tiên, đó là mảng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Mảng thứ hai đó chính là họ được quyền đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất, thuê để cho thuê đất để có hạ tầng, hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại. Như vậy anh chị thấy hình như dùng như thế này, tổ chức cá nhân trong nước được kinh doanh hai mảng. Nhưng cái thằng nước ngoài á, tức là tổ chức cá nhân nước ngoài hoặc Việt Nam định cư ở nước ngoài mà mang chế độ đơn tịch thì họ chỉ được đầu tư đúng một mảng duy nhất, đó là quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Ví dụ như đầu tư tạo lập nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở, để bán, cho thuê mua hoặc thuê mua công trình xây dựng để cho thuê lại, hoặc đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất, hoặc nhận chuyển nhượng toàn bộ một phần dự án bất động sản của chủ tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê và cho thuê mua. Như vậy, ở điểm này tôi muốn nhấn mạnh một chuyện là khi anh chị thành lập doanh nghiệp mà ông đứng pháp nhân mà mang quốc tịch Việt Nam thì được quyền kinh doanh hai mảng, đó là quyền sở hữu tài sản liên quan đất và quyền sử dụng đất. Thứ hai là nếu mà pháp nhân không phải là người Việt Nam mà mang quốc tịch nước ngoài thì chỉ kinh doanh được đúng một mảng, đó là quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đó là xong cái ý đầu tiên trong cái vấn đề gì? Thành lập về cái doanh nghiệp pháp nhân nên là người Việt Nam hay nên là người nước ngoài. Còn bây giờ tôi sẽ qua cái phạm vi hoạt động của công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản. Công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản thì nó lại có một cái chuyện rất là đơn giản như thế này. Công ty dịch vụ kinh doanh bất động sản nó không phân biệt là cá nhân hay người Việt Nam hay người nước ngoài. Thì họ vẫn được kinh doanh được tất cả các mảng dịch vụ. Ví dụ như là quản lý bất động sản nè. Ví dụ như là môi giới bất động sản nè. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản khác. Ví dụ như tại thành phố Hồ Chí Minh của tôi thì anh chị hình dung như thế này, chúng tôi đang hiện nay ngoài môi giới là người Việt Nam ra thì chúng tôi có môi giới cạnh tranh là môi giới người Hàn Quốc, môi giới người Trung Quốc và môi giới người Nhật Bản. Họ vẫn tồn tại tại thị trường Việt Nam này. Cho nên về cơ bản khi anh chị hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản thì anh chị lưu ý là chúng ta không thể nào nắm hết thị trường, cho nên chúng ta nên hợp tác lại với nhau. Đây là cái ý mà chúng tôi muốn nhấn mạnh cho anh chị. Là người mà kinh doanh dịch vụ bất động sản ở Việt Nam này, chúng ta nên học một cái hình thức, đó chính là hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi, chứ không nên là gì, ông làm chuyện của ông, tôi làm chuyện của ông, chẳng ai dính dáng đến nhau cả. Với lại tôi cũng sợ hợp tác lắm, bởi vì rất đơn giản là nếu mà hợp tác thì không biết tỷ lệ phân chia như thế nào. Hay nói cách khác, chúng ta nói một cách vui như thế này, lúc á bắt đầu hợp tác thì phép tính cộng rất là nhanh, nhưng mà khi mà đụng tới lợi ích là tiền bạc rồi đó, thì lại sử dụng cái tính chi cực kỳ khó. Ông nào cũng đòi gì? Đòi có lợi hơn. Đấy là gọi là cái tính chi mà hiện nay trên thị trường bất động sản hiện nay, chính các môi giới Việt Nam hiện nay không dám hợp tác với nhau bởi vì sử dụng cái tính chi không rõ ràng. Cứ ông nói là tôi góp công nhiều hơn thì tôi mới được nhiều hơn. Quan điểm của tôi như thế này, khi anh chị là đã hợp tác với nhau thì đôi bên sòng phẳng và trao đổi với nhau trực tiếp, tỷ lệ ban đầu là bao nhiêu và cứ tuân thủ đó mà làm. Và mỗi cái gì thì đều uống xa gà chết bằng cách là gì, ký hợp đồng thỏa thuận với nhau hoặc nhắn tin với nhau thỏa thuận cách rõ ràng vậy, chứ không được gì mập mờ. Việt Nam mình thì hay mập mờ, nhưng khi đụng tới lợi ích thì lại nó lại rõ ràng ra.
cái đó là một điểm mà mình chú ý trong hợp đồng dịch vụ. Nhân đây tôi nói là tình. Ở đây chúng ta không phải là chúng ta cạnh tranh với gì. Đúng ạ. Với người Việt Nam với nhau. Không còn hiện nay chúng ta là những người quốc. Đúng thế. Hoàn toàn là mẹ. Đang hoạt động tại Việt Nam. Đó thì nó tự động nó chuyển sang bước 2 này các anh chị này. Đó và nó vẫn gắn luôn cái mã funnel ID ở đây này. Luôn luôn mà có funnel ID thì nó mới quy định, nó mới biết rằng đấy là funnel. Đó này là chị Tình này, anh chị thấy này. Công ty 404 này, loại vé siêu VIP này. Và tôi chọn này. Dịch vụ bất động sản. Đó thì nó tự động nó chuyển sang bước 3 này, anh chị thấy này, vẫn gắn cả cái funnel ID và nó có như này. Đó. Mà đúng không? Kinh tế của nó là 6820. Thì khi anh chị thay lập doanh nghiệp, nó không phân biệt là anh chị là người Việt Nam hay người nước ngoài. Khi thành lập, không phân biệt là người Việt Nam hay người nước ngoài. Đó là chúng ta thấy đó là sự khác nhau giữa việc là thành lập công ty kinh doanh bất động sản và với việc thành lập công ty kinh doanh gì? Dịch vụ bất động sản. Đấy là một cái ý đầu tiên khi chúng tôi muốn trao đổi với anh chị về cái mã ngành kinh tế, về cái pháp nhân để thành lập doanh nghiệp. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang đến phần nguồn vốn để khi thành lập cái công ty kinh doanh gì bất động sản và công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản nó khác nhau ở điểm nào. Thì giờ chị xem nội dung của công ty kinh doanh bất động sản thì nhắc lại là nó được đầu tư tạo lập nhà nè. Nó công trình xây dựng nhà để kinh doanh, mua bán nhà để công trình xây dựng, thuê nhà công trình xây dựng, thuê mua nhà công trình xây dựng, đầu tư tạo lập quỹ đất có hạ tầng để chuyển nhượng cho thuê. Đó là nội dung kinh doanh bất động sản. Như vậy nó yêu cầu nguồn vốn của công ty kinh doanh bất động sản. Ở đây anh chị lưu ý giùm tôi, nguồn vốn để việc thành lập công ty kinh doanh bất động sản đây. Rồi nguồn vốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản, kinh doanh bất động sản, nguồn vốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản thì nó yêu cầu nó có hai cái loại. Một, nếu pháp nhân là người Việt Nam có quốc tịch Việt Nam, dạ, người ta bắt rồi. Quốc tịch thì vốn điều lệ bắt buộc, vốn điều lệ bắt buộc là lớn hơn bằng 20 tỷ đồng. 20 tỷ đồng. Đây là cái mà khi mà pháp nhân là người Việt Nam có quốc tịch Việt Nam thì vốn điều lệ bắt buộc là lớn hơn bằng 20 tỷ đồng. Nhưng có một điểm lạ ở Việt Nam này, chúng tôi nói thẳng cho anh chị biết được là khi thành lập doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam, nó yêu cầu cái vốn điều lệ bắt buộc là 20 tỷ đồng. Nhưng anh chị thấy trên thực tế là rất nhiều doanh nghiệp hiện nay khi thành lập doanh nghiệp trong túi chả có 20 tỷ nhưng mà vẫn kê khai là 20 tỷ đồng. Thì đây là một trong những cái điểm mà trong cái bộ luật doanh nghiệp, trong cái việc kiểm soát nguồn vốn chủ sở hữu khi thành lập doanh nghiệp, chúng ta gần như chúng ta quên mất kiểm soát cái nguồn vốn này có thật hay không. Cho nên rất nhiều doanh nghiệp về cơ bản khi thành lập doanh nghiệp trên thực tế họ không cần chứng minh được rằng là mình có đủ 20 tỷ hay không. Chỉ cần là ông ghi đủ 20 tỷ trên đó là đủ điều kiện để thành gì doanh nghiệp, công ty kinh doanh gì bất động sản. Thì cái vốn điều lệ bắt buộc này để mục tiêu của nó, ý nghĩa của nó khi anh chị thành lập doanh nghiệp đó là gì? Ý nghĩa của nguồn vốn này là dùng để thanh toán đền bù các khoản thiệt hại mà doanh nghiệp gây ra cho khách hàng.
và đây là hạn mức anh chị sẽ đảm bảo đền bù cho khách hàng là tối thiểu là 20 tỷ đồng. Đây là một cái điểm mà anh chị chú ý nha. 20 tỷ đồng này. Được chưa? Và khi anh chị thành lập doanh nghiệp thì nhà nước cứ kêu anh chị ghi vốn điều lệ bắt buộc là 20 tỷ và không cần một cái xác minh cái vốn điều lệ này. Còn một số địa phương thì nó khó hơn chuyện là nó thì yêu cầu anh chị phải có xác minh. Thì rất tôi nghĩ nó rất có nhiều ngân hàng nó có cho dịch vụ là xác minh số dư trong tài khoản trên 20 tỷ đồng với khoản phí anh chị phải trả cho ngân hàng đó là khoản phí là theo lãi suất ngày. Cho nên cái việc thành lập doanh nghiệp công ty bất động sản ở Việt Nam này rất là dễ ở chỗ đó. Được chưa? Rồi, nhưng bây giờ tôi sẽ đến cái ý thứ hai. Tôi sẽ đến ý thứ hai. Đó là ý của công ty cũng là gì? Cũng là cái nguồn vốn thành lập. Nhưng nếu anh chị đứng trên pháp nhân, anh chị đứng trên pháp nhân hai, anh chị đứng pháp nhân là tổ chức, anh chị đứng trên pháp nhân là cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hay là tổ chức nước ngoài. Anh chị bắt buộc phải có giấy phép đầu tư là cái chuyện đương nhiên rồi, giấy phép đầu tư. Bên cạnh đó phải thành lập, bên cạnh đó phải mở hai tài khoản tại ngân hàng. Tại ngân hàng khi thành lập doanh nghiệp, trước khi thành lập doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp gồm capital account, đây là điều khoản vốn điều lệ bắt buộc, vốn điều lệ bắt buộc. Là nhỏ hơn hoặc bằng hai, lớn hơn hoặc bằng 20 tỷ là coi như cái này chết, không có doanh nghiệp nước ngoài không được đụng vô. Và nó mở tài khoản thứ hai là current account thì doanh nghiệp nước ngoài sẽ là người tài khoản này gọi là tài khoản thanh toán. Bây giờ và doanh nghiệp chỉ được dùng số tiền trong tài khoản này để hoạt động. Còn cái 20 tỷ kia, capital account coi như là phong tỏa, không có đụng chạm gì hết đối với doanh nghiệp là người nước ngoài. Đây là một điểm mà anh chị cần phải chú ý khi anh chị thành lập doanh nghiệp, đứng trên vai trò là pháp nhân, là cá nhân nước ngoài hay tổ chức nước ngoài thì anh chị bắt buộc phải có giấy phép đầu tư. Bên cạnh đó anh chị phải mở hai tài khoản tại ngân hàng trước khi thành lập doanh nghiệp. Gồm tài khoản đầu tiên đó là capital account, đó là vốn điều lệ bắt buộc. Cái này anh chị bỏ ra 20 tỷ và coi như là vốn chết, không có đụng chạm gì đến nó. Còn cái khi mà doanh nghiệp Việt Nam á, người mang quốc tịch Việt Nam á, khi mở tài khoản ngân hàng chỉ mở đúng một tài khoản current account. Nhưng đối với người nước ngoài là bắt buộc phải có hai tài khoản, là capital account là vốn điều lệ bắt buộc. Thứ hai là current account là tài khoản gì? Thanh toán. Và hoàn toàn nó sẽ hai khoản tài khoản này hoàn toàn sẽ độc lập với nhau. Và khi doanh nghiệp nước ngoài mà tuyên bố ngừng hoạt động tại Việt Nam thì cái tài khoản capital account mới được xóa phong tỏa và có thể doanh nghiệp dùng cái tiền này để cấn trừ tất cả các khoản nợ thuế tại thị trường Việt Nam, sau đó mới được thì cầm số tiền còn lại đem về gì, về nước họ. Thì cái đó là cái điểm mà khi anh chị chú ý thành lập công ty kinh doanh bất động sản, mã của nó là 6810, bắt buộc là có vốn điều lệ bắt buộc là 20 tỷ đồng.
Nhưng ở đây anh chị, tôi đã trình bày anh chị là hai cái ý khác nhau, đó chính là pháp nhân là người Việt Nam thì chỉ cần có 4 điều lệ bắt buộc là 20 tỷ thôi. Còn pháp nhân cá nhân nước ngoài thì bắt buộc phải mở đến 2 tài khoản tại ngân hàng. Một cái gọi là vốn điều lệ bắt buộc là capital account là 20 tỷ và current account là tài khoản thanh toán. Thì đó là cái mà khi anh chị dẫn đến việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, anh chị cần phải chú ý. Chỗ này anh chị có thắc mắc hay hỏi gì không ạ? Nếu anh chị có thắc mắc hay hỏi gì thì anh chị có thể nhắn tin qua cái message thì tôi sẽ trả lời cho anh chị. Rồi, tiếp tục. Nếu anh chị không thắc mắc thì tôi sẽ tiếp tục. Rồi, đó là liên quan đến công ty kinh doanh bất động sản. Đó là về phần nguồn vốn. Còn công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản, bản ngành kinh tế của nó là 6820 thì nó có yêu cầu vốn điều lệ không? Thì câu trả lời là vốn điều lệ của cái công ty này nè, vốn điều lệ của công ty là không bắt buộc. Anh chị muốn ghi bao nhiêu đó là quyền của anh chị, không có đụng chạm gì hết, được chưa? Anh chị ghi bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên là có một cái điểm là đây là cái vấn đề về kinh nghiệm thì chúng tôi muốn trao đổi với anh chị. Anh chị ghi cái vốn điều lệ như thế nào cho nó hợp lý, cho nó hợp lý ở chỗ là nếu anh chị ghi vốn điều lệ nó quá thấp đi, được chưa? Anh chị ghi vốn điều lệ nó quá thấp. Bây giờ anh chị ghi vốn điều lệ 10 triệu thì có ai, có nhà nước nào cấm anh chị ghi vốn điều lệ 10 triệu khi anh chị thành lập công ty dịch vụ bất động sản không? Cấm. Nhưng khi anh chị thành lập 10 triệu có một vấn đề đặt ra đây. Vấn đề đặt ra đó chính là cái đối tác của anh chị là chủ đầu tư, nó muốn nhờ anh chị làm đơn vị phân phối, nhưng mà nó nhìn vô vốn điều lệ ông này có vốn điều lệ có 10 triệu mà lấy cái giỏ hàng gần 10 tỷ đồng, giá trị là 10 tỷ đồng, thì anh chị phải, về cơ bản anh chị muốn lấy giỏ hàng 10 tỷ đồng thì anh chị phải cấm đặt cọc tại chủ tư ít nhất từ 10% đến 30% tổng giá trị sản phẩm. Thì tổng giá trị sản phẩm ở đây là 10 tỷ. Như vậy anh chị phải đóng đặt cọc cho chủ tư ít nhất là gì? 10% của 10 tỷ là 1 tỷ đồng. Mà người ta nhìn vô cái vốn điều lệ anh chị có 10 triệu thôi, theo anh chị người ta có dám làm không? Người ta có dám giao hàng cho anh chị không? Câu trả lời là gì? Không. Đó là cái điểm mà anh chị chú ý ha. Câu trả lời là không. Cho nên khi anh chị làm, anh chị chú ý giùm tôi là anh chị ghi vốn điều lệ cũng đẹp đẹp giùm tí. Đẹp là sao? Tầm ít nhất 250 triệu, 300 triệu hoặc 400 triệu, 500 triệu. Để làm cái gì? Để anh chị có thể gì? Dựa vào đó, người ta nhìn vô cái vốn điều lệ anh chị, thì nếu mà có thiệt hại gì thì anh chị vẫn có đủ khả năng chi trả trên cái vốn điều lệ đó. Thì như hồi nãy tôi có nói, vốn điều lệ là cái nguồn vốn, ý nghĩa của vốn này dùng để thanh toán và đền bù thiệt hại do doanh nghiệp của anh chị gây ra cho khách hàng. Và nó bắt buộc từ trước đến nay là nó đã quy định như vậy rồi. Thì cái điểm đó là cần chú ý. Cho nên cái vốn điều lệ này anh chị ghi 1 tỷ cũng được, anh chị ghi 2 tỷ cũng được. Như vậy khi anh chị ghi 1 tỷ hay 2 tỷ, điều này đồng nghĩa với việc là gì? Với 2 tỷ này, anh chị sẽ, nếu doanh nghiệp anh chị gây thiệt hại thì anh chị sẽ đền bù trên 2 tỷ này. Đó là cái điểm mà anh chị cần phải chú ý. Cho nên, công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản thì vốn điều lệ công ty không bắt buộc, nhưng lời khuyên thì vẫn ghi khuyên là nên ghi khoảng 250 triệu. Được rồi, trở lên. Vì một giỏ hàng thì anh chị đặt cọc với chủ đầu tư 1 tỷ 2 tỷ thì anh chị sẽ đặt cọc đó từ 10% đến 20%, thì anh chị sẽ ghi 250 triệu là chuyện rất bình thường. Thì nhìn vô đây người ta mới dễ dàng, người ta dễ dàng hợp tác với anh chị về cái vốn điều lệ. Thì ở đây anh chị thấy rằng Alibaba khi thành lập doanh nghiệp nó chỉ có 20 tỷ đồng, sau 1 năm nó điều chỉnh cái vốn điều lệ lên gì 1.800 tỷ.
chính cái điều đó mà người ta nhìn vô người ta thấy wow, doanh nghiệp này nó đủ khả năng gì hoạt động. Nhưng thật ra khi kiểm tra hết tất cả tài sản của Alibaba, của thằng Alibaba vừa rồi, kiểm tra hết tất cả tiền mặt và tổng giá trị đất chỉ có chưa đầy 60 tỷ. Đó là cái điều mà anh chị thấy người ta sẽ dựa vào cái vốn điều lệ để người ta nhìn vô đó, để người ta gì tin rằng là gì anh chị đủ khả năng hoạt động, đủ khả năng chi trả. Đó là một điểm mà khi anh chị làm, anh chị chú ý giùm tôi một cái, được chưa? Anh chị chú ý giùm tôi một cái trong quá trình khi anh chị viết cái vốn điều lệ cho nó gì nó phù hợp, được chưa? Ghi 50 triệu cũng được, không ai cấm, nhưng mà có vấn đề không nên. Đó là cái điểm mà anh chị chú ý. Thì tôi vừa mới trao đổi với anh chị về cái việc là khi anh chị vào doanh nghiệp, công ty kinh doanh bất động sản, mã ngành kinh tế là 6810, và công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản là mã ngành kinh tế của nó là 6820. Thì hai cái hoạt động này hoàn toàn khác nhau. Mà nhiều anh chị nói với tôi rằng là gì, em thì dự định em làm công ty kinh doanh bất động sản. Có một anh chị khác thì em dự định là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản. Thì mỗi cái khi làm nó cũng có cái ưu và cái nhược điểm khác nhau. Cái ưu của công ty kinh doanh bất động sản về cơ bản là gì? Lợi nhuận cao. Dân mà dân đầu tư bất động sản, thành lập công ty bất động sản thông thường là thích là lợi nhuận cao, tay không bắt giặc. Ở Việt Nam này đa phần là tay không bắt giặc. Chúng tôi nói như vậy. Bởi vì về cơ bản là hiện nay công ty kinh doanh bất động sản sử dụng cái đòn bẩy tài chính, anh chị hình dung như thế này. 20, 80, có thằng thì làm chỉ có 10, 90 thôi. Nghĩa là gì? Vốn chủ sở hữu của nó chỉ có 10% thôi. Còn 90% còn lại là nó gì? Nó đi huy động từ các nhiều nguồn khác. Hoặc là từ 20 hoặc 80, tức là gì? Nó chỉ có vốn chủ sở hữu 20% thôi, nhưng nó huy động 80% số lượng khác. Ở đây chúng tôi có thể dựng chuyển tiền như thế này. Các chủ tư sẽ sử dụng bằng cách là gì? Khi nó thành lập dự án, hoạt động dự án, nó dựa trên công ty kinh doanh bất động sản. Khi nó hoạt động dự án thì nó sẽ xin cái giấy phép, gọi là giấy phép đầu tư dự án ở cơ quan nhà nước mà thành cấp, Sở Tài nguyên Môi trường cấp. Khi Sở Tài nguyên Môi trường cấp xong thì nó cầm cái đó, nó nói à, về cơ bản tôi được chấp thuận về dự án bất động sản này. Có ai muốn huy động góp vốn với tôi hay không? Thì về cơ bản chị nên nhớ được rằng là gì, theo luật á thì nó được yêu cầu góp vốn bởi một công ty pháp nhân khác, nhưng đa phần doanh nghiệp Việt Nam đã tay không bắt giặc rồi. Đi xuống thứ ba không đi? Đi xuống thứ ba. Chia cái lợi nhuận cho mình, cho người khác, mà nó lại đi đòi gì? Xuống ba. Nó đi huy động từ cái đơn vị khác. Anh chị biết huy động từ ai? Huy động rất nhiều từ khách hàng. Bởi vì khách hàng là gì? Không phải là pháp nhân. Khách hàng với tư cách là cá nhân, nó huy động bằng hình thức là gì? Cổ đông góp vốn. Và khi huy động dưới hình thức là cổ đông góp vốn thì chị biết được rằng là nó đã đưa khách hàng vô một cái tình thế, rất là gì? Tình thế đó chính là gì? Các cổ đông. Và cổ đông là gì? Nếu doanh nghiệp sống thì cổ đông sống, mà doanh nghiệp chết thì cổ đông chết. Thì nôm na như thế. Và nó được trả cổ tức bằng, các doanh nghiệp nó trả cổ tức cho các cổ đông này bằng hình thức là cái tài sản, sản phẩm đó. Tuy nhiên anh chị thấy rất nhiều dự án mà nếu nó chạy thì thằng doanh nghiệp có đủ khả năng trả cái dự án, trả cái sản phẩm lợi tức đó cho khách hàng. Nhưng rất nhiều doanh nghiệp nó bị phá sản thì không có đủ khả năng chi trả khách hàng, và khách hàng cũng là cổ đông. Cho nên là sao? Nó không thể nào mà nó có thể mà lấy lại được cái lợi tức của mình. Khách hàng không thể lấy lại lợi tức của mình bằng gì? Bằng tài sản. Ví dụ như hiện nay anh chị có thể gần nhà tôi có hai cái tòa nhà, chủ đầu tư là 584, mà 584 thì nó tuyên bố nó phá sản từ 2-3 năm nay rồi. Và rất nhiều người khách hàng đã mua cái dự án của 584 với hình thức góp vốn. Về cơ bản là bây giờ không thể nào mà lấy lại được sản phẩm, bởi vì tài sản đã được bị ngân hàng phong tỏa. Anh chị hình dung nôm na như thế này: khách hàng và chủ đầu tư. Khách hàng là cổ đông của chủ đầu tư. Thì thằng chủ đầu tư khi nó tuyên bố nó phá sản hoặc nó bị ngăn chặn, thì theo luật Việt Nam, theo luật phá sản doanh nghiệp, thì chủ đầu tư cũng phải trả nợ đầu tiên là trả nợ cho ông nhà nước. Sau khi còn tiền bao nhiêu thì trả nợ cho ông gì? Ngân hàng. Sau khi trả cho ngân hàng xong rồi thì trả nợ cho các nhân viên. Sau khi trả nợ cho các nhân viên xong rồi còn dư bao nhiêu thì trả nợ cho các chủ nợ, tức là các trái chủ. Sau khi trả cho các trái chủ
còn dư bao nhiêu thì mới trả cho các cổ đông. Nhưng mà anh chị biết là khi nó phá sản là nó tới cái bước thứ hai là tới các ngân hàng thương mại cổ phần đó, nó tuyên bố này nó phong tỏa hết trơn, thì làm sao mà nó trả lương cho nhân viên, cho các gì, cho các chủ nợ, cho các gì cổ đông. Cho nên là khi anh chị mua dưới dạng góp vốn, gần như chủ đầu tư sẽ gần như phụ hết tổng của chúng, bởi vì anh chị là các cổ đông, chúng ta cùng nhau trên một thuyền. Thì ở đây chúng tôi mới nói được rằng các công ty kinh doanh bất động sản Việt Nam thì đa phần đây không nắm chặt tài chính. Còn khi anh chị là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản, về cơ bản anh chị chỉ là nhà phân phối. Anh chị phân phối đó là phân phối yêu cầu hiện nay anh chị là phân phối sản phẩm, em phải có cái pháp lý rõ ràng và minh bức, rõ ràng và minh bạch. Nếu pháp lý không rõ ràng minh bạch thì anh chị phải đền bù. Trước giờ chưa công ty kinh doanh dịch vụ nào mà nó gì, nó phân phối sản phẩm minh bạch. Bởi vì đều khi bán kêu gọi nguồn vốn lúc đó chưa có quy hoạch được phân chia, đây là một điểm mà chị anh chị làm chỉ có quyền giữ giữa công ty kinh doanh bất động sản công ty dịch vụ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp theo, đó chính là gì? Chính là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản. Được chưa? Đây, nãy giờ tôi đang nói về cái năng lực tài chính của gì? Công ty kinh doanh bất động sản. Họ chỉ được quyền, họ chỉ được gì? Kêu gọi góp vốn đầu tư khi mà họ đảm bảo được cái nguồn lực đầu chính. Thì đây tôi sẽ nói anh chị năm nay, để chứng minh được năng lực tài chính của chủ đầu tư đó, thì yêu cầu ở đây tôi nghĩ là yêu cầu chủ đầu tư. Ví dụ như có diện tích nào, ví dụ như có diện tích là chủ đầu tư nếu mà có diện tích lớn hơn, tức là diện tích dự án mà lớn hơn 20 hectare thì yêu cầu vốn thực hiện dự án là 15% tổng giá trị dự án. Ví dụ như bây giờ anh chị hình dung như thế này, tôi ví dụ đi, có dự án A, diện tích đó khoảng 10.000 m2, 10.000 m2. Được chưa? 30.000 đi, 30.000, 300.000 m2. Thì vốn, thì giá trị dự án này tổng cộng dự án này tổng cộng là hơn 3.000 tỷ đồng. Tôi ví dụ vậy đi, 3.000 tỷ đồng. Thì theo quy định của cơ quan nhà nước, theo quy định cơ quan nhà nước thì để thực hiện dự án này có diện tích trên 20 hectare này thì cái ông chủ đầu tư này phải có vốn chủ sở hữu, vốn thực hiện dự án tối thiểu là 15% của 3.000 tỷ. Con này con không vẫn đứng đêm con học đi, con cứ làm cái gì? 15% của 3.000 tỷ tức là mẹ cầm voi của con kia đây. 450 gì? Tỷ đồng. 450 tỷ đồng.
450 tỷ. Đó là cái diện tích mà lớn hơn gì? 20 hectare. Nhưng mà nếu ý thứ hai là diện tích của nó mà nhỏ hơn 20 hectare, nhỏ hơn 20 hectare, thì vốn thực hiện dự án nhà nước yêu cầu là 20% tổng giá trị dự án, thì giả sử như là 10.000 con ơi, giá trị dự án này chỉ khoảng rơi vào khoảng 10 tỷ. Theo quy định của nhà nước thì yêu cầu ở đây là 20% của gì? 800 tỷ. Thì anh chị sẽ có ít nhất là gì? 60 tỷ, 2.800 là 160 tỷ. Đó là cái điểm mà anh chị chú ý. Và ở đây thực sự chúng tôi nói luôn rằng là chuyện này các chủ đầu tư huy động cái 15% và 20% này thường bằng hình thức là kêu gọi góp vốn, từ khách hàng, chứ họ không bao giờ kêu gọi từ và họ kêu gọi góp vốn này, và khi đạt được 20%, 15% hay 20%, thì lúc này họ mới được gì? Mới được làm thủ tục gì? Vay, thủ tục vay tại ngân hàng. Cái gì này? Cái gì này? Nghe hiểu chả hiểu cái gì vậy? Dạ, mình đang trao đổi với anh chị về cái việc mà thực hiện dự án đầu tư của bên công sản anh chị. Thì đó là khi anh chị thấy được rằng là khi anh chị thành lập một cái dự án bất động sản mà giữa một công ty kinh doanh bất động sản, thì nó sẽ yêu cầu vào phần diện tích của cái lô đất đó, nếu mà lớn hơn 20 hectare vốn thực hiện dự án là 15% tổng giá trị dự án, còn nếu mà nhỏ hơn 20 hectare thì yêu cầu vốn thực hiện dự án là 20% tổng giá trị dự án. Và chúng tôi muốn cho anh chị thấy được rằng là chủ tư đa phần không thể huy động được 15-20% này từ chính bản thân họ, mà họ phải huy động từ ai? Họ huy động từ khách hàng. Và khi họ huy động từ khách hàng thì khi đạt được 15-20% tổng giá trị dự án rồi, thì lúc này họ mới làm thủ tục vay tại gì? Tại ngân hàng. Đó lý do tại sao mà khi các doanh nghiệp này mà nó chỉ cần không huy động đủ cái số lượng này thì dự án sẽ chết, và khi dự án nó chết thì khách hàng là người chịu thiệt. Đòn bẩy tài chính nó sử dụng đòn bẩy rất là thấp, 10, 90, 20, 80. Đó là cái về trao đổi với chị về việc cái gì dự án tài chính. Tiếp tục đó chính là gì? Các công ty kinh doanh bất động sản họ có thể đứng trên vai trò là người kinh doanh bất động sản mua sẵn nhà đã có sẵn, hoặc họ có thể gì đang xây dựng, mua sẵn nhà đang xây dựng, hoặc là gì mua nhà hình thành trong tương lai. Nhưng ở đây anh chị lưu ý rằng là đứng trên vai trò là công ty kinh doanh bất động sản, nếu sau này anh chị thành lập công ty kinh doanh bất động sản, anh chị mà thành lập công ty kinh doanh bất động sản mà anh chị thực hiện dự án mà hình thành trong tương lai hoặc đang xây dựng, thì anh chị nhớ dùm một chuyện, đó chính là gì? Hai cái loại hình bất động sản này nè, đang xây dựng hoặc hình thành trong tương lai này, nhà nước sẽ yêu cầu anh chị bắt buộc, nhà nước sẽ yêu cầu anh chị bắt buộc là anh chị phải hoàn thiện xong phần cơ sở hạ tầng của dự án ít nhất tối thiểu là 20% giá trị, 20% cơ sở. Tức là ở đây cơ quan nhà nước sẽ yêu cầu anh chị phải hoàn thiện xong 20% cơ sở hạ tầng, lúc này anh chị mới được quyền gì? Mới được quyền gì? Mở bán. Nếu anh chị mở trên vai trò gì?
chủ từ thì anh chị phải hoàn thiện xong cơ sở hạ tầng 20% thì mới được quyền gì mở bán dự án. Rồi, và lưu ý khi anh chị là công ty kinh doanh bất động sản, anh chị không được trực tiếp phân phối sản phẩm bất động sản của mình làm ra, mà anh chị phải thông qua cái gì, cái sàn giao dịch bất động sản. Rồi, tới cái sàn đó thì tôi sẽ nói sau. Hoặc anh chị là người đi thuê, thuê nhà hoặc công trình xây dựng, thì yêu cầu ở đây là phải đảm bảo được chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để có thể gì, để ở, để có thể để ở. Hoặc mình có thể gì, đi thuê mua nhà, đi thuê mua nhà. Thuê mua là hình thức gì? Thực ra hình thức này nó ở Việt Nam này nhiều rồi, nhưng mà anh chị chưa gặp, tức là anh chị chưa thấy cái sàn nó làm. Nhưng cái việc làm này hiện nay không phải là sàn làm, mà việc làm này là của các ngân hàng nó làm. Ngân hàng nó làm bằng cách là sao? Tức là người đi thuê mua, người cho thuê mua, tức là người bán, người ta bán cho một người đi mua, được chưa? Nhưng người đi mua lại không có đủ tiền, cho nên người đi mua trả trước cho người bán. Ví dụ như cái nhà đó 2 tỷ, thôi ta trả trước cho mày gì? 1 tỷ đồng. Còn tỷ đồng còn lại sao? Ta sẽ trả đều trong khoảng thời gian 5 năm. Thì về cơ bản á, thì ai sẽ là người giữ cuốn sổ đó? Về cơ bản cái người giữ cuốn sổ đó là sàn giao dịch bất động sản. Nhưng hiện nay là các ngân hàng giữ với sự đăng bộ, đó chính là tên của người gì? Người đi mua. Và người đi mua có trách nhiệm hàng tháng phải trả cho gì? Cho sàn hoặc trả cho ngân hàng khoản lãi suất và vốn gốc. Sau khoảng thời gian 5 năm thì sàn giao dịch bất động sản hoặc ngân hàng đó sẽ gì? Xóa thế chấp. Lúc này tài sản này thuộc về người gì? Người đi thuê mua. Thì trong thời gian mà vay 5 năm đó, hoặc là gì, thuê mua 5 năm đó, thì quyền sở hữu tạm thời sẽ do được giao lại cho gì? Cho sàn giao dịch bất động sản. Và sàn giao dịch bất động sản này sẽ có trách nhiệm chi trả cho các khoản tiền trả cho bên gì? Bên bán. Mà hiện nay cái thằng ngân hàng đang làm dưới hình thức là cho vay thế chấp bất động sản. Được chưa? Đó là thực hiện thuê mua cái đó. Tiếp tục, đó chính là hình thức cuối cùng, đó hình thức tạo lập quỹ đất có hạ tầng để chuyển nhượng và cho thuê. Thì người kinh doanh bất động sản sẽ nhận giao đất chưa cải tạo, đầu tư đất có hạ tầng, chuyển nhượng và cho thuê. Hoặc người kinh doanh bất động sản nhận chuyển nhượng đất, nhận chuyển nhượng đầu tư đất có hạ tầng, chuyển nhượng và cho thuê, hoặc đi thuê và đầu tư có hạ tầng cho thuê lại. Thì đây là cái hoạt động mà hiện nay dân kinh doanh bất động sản thích nhất. Thích nhất ở chuyện đó chính là gì? Lấy được các quỹ đất vàng. Bằng hình thức, với hình thức đó chính là gì? Thực hiện các dự án PT và BOT để gì? Chuyển đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của đất cho các hoạt động của những gì? Những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Ví dụ như anh chị thấy hình dung như là dự án Đại Văn Minh, mà anh chị tại Phú Chính Minh chúng tôi gọi là dự án Thủ Thiêm, hiện nay được lên báo rất là nhiều. Công ty Đại Văn Minh đã làm hình thức đó chính là gì? Chuyển đổi cơ sở thật bằng cách là gì? Để lấy được quỹ đất ở Thủ Thiêm đó, Đại Quân Minh phải xây dựng hai thứ. Một, đó chính là gì? Đại lộ Mai Chí Thọ. Hai, đó chính là gì? Cầu Thủ Thiêm 2, là cái cầu bắt nối giữa gì? Quận 1 qua quận 2. Được chưa? Đây là một trong những cái mà các tổ chức công ty kinh doanh bất động sản người ta muốn làm điều này. Khi họ đầu tư hạ tầng thì họ sẽ được lấy lại một cái quỹ đất, và quỹ đất này doanh nghiệp sẽ được chọn, và khi đó doanh nghiệp sẽ được gì? Được cấn trừ cái phần chi phí đầu tư cơ sở tầng, cấn trừ vào cái phần gì? Phần đất mà họ gì? Họ định tạo lập đầu tư hạ tầng. Thì đó là cái hoạt động kinh doanh bất động sản. Bây giờ tôi sẽ tới cái mảng thứ hai, đó là mảng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Mảng này thì anh chị chú ý rằng là gì? Anh chị được làm môi giới bất động sản, anh chị được quyền tư vấn bất động sản, anh chị được quyền quản lý bất động sản, anh chị được quyền thành lập sàn dịch bất động sản, các dịch vụ bất động sản khác. Thì cái mảng này anh chị chú ý một chuyện là gì? Môi giới bất động sản thì người môi giới ở đây nhà nước yêu cầu là bắt buộc phải có điều kiện. Như chúng ta ngồi đây, tại sao chúng ta ngồi đây? Đó chính là gì? Nhà nước yêu cầu anh chị phải gì? Hoạt động có điều kiện. Về cơ bản chúng tôi nói nôm na là hiện nay anh chị không phải là bị quản lý bởi cơ quan nhà nước, bởi vì anh chị vẫn
gọi là gì, làm việc mà hoàn toàn không bị chi phối bởi công hoàng nước. Bởi vì anh chị nói trắng ra anh chị là người không có tóc. Nhưng sau này khi anh chị có chức danh nghề rồi nhé, thì bắt buộc anh chị là người gì có tóc, tức là mỗi chức danh nghề đều sẽ có gì, một mã số. Và mã số này là mã số hành nghề. Và mã số hành nghề này sẽ là cái đơn vị mà nhà nước sẽ gì quản lý. Nhà nước sẽ quản lý. Và nếu anh chị vi phạm là nhà nước căn cứ vào cái mã số hành nghề này sẽ gì ngăn cấm anh chị không làm việc được trong cái thành, trong cái thị trường bất động sản. Cho nên bây giờ chúng ta mới gặp nhau ở đây, đó chính là gì, để chúng ta có đủ điều kiện để gì, để được gì cấp giấy, cấp giấy chuyển. Thì cái đó là cái mà chúng ta cần phải chú ý. Cái người môi giới là người phải được cơ, tổ chức cá nhân có đủ điều kiện do cơ quan nhà nước quản lý và mặt hàng. Và khi anh chị là người môi giới, anh chị không được đồng thời là vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản. Cái này nói về lý thuyết là như thế, nhưng anh chị dễ dùng như thế này, anh chị cho anh chị dùng như thế này. Hiện nay á, anh chị có nhớ một chuyện là đa phần anh chị sẽ gặp những cái trường hợp như sau. Gặp một ông khách hàng là người bán, nhưng ông không có trả tiền hoa hồng. Ông giao cho anh chị bán là gì, giá 2.6. Nhưng anh chị biết được có một cái ông B nào đó, ông muốn mua cái nhà này. Thì thay vì anh chị lấy hoa hồng, anh chị không có lấy, anh chị xuống tiền đặt cọc cho bên gì, bên bán. Và anh chị đứng trên vai trò, thực ra anh chị là người môi giới thôi, nhưng anh chị đứng trên vai trò là gì, người bán. Mục tiêu anh chị xuống cọc đó chính là gì, ăn chênh lệch. Ăn chênh lệch, tại vì cái người bán người ta giao cho anh chị là 2.5 tỷ, và anh chị chốt được giá 2.5 tỷ, nhưng anh chị lại đi bán cho ông B với giá là 3 tỷ. Như vậy anh chị ăn trên là 500 triệu. Thì hiện nay về cơ bản anh chị chưa phải là người gì có tóc, cho nên là gì làm việc đó được. Nhưng mai mốt anh chị đã người có tóc rồi đó, tức là anh chị có chứng chỉ hành nghề rồi, anh chị sẽ không được gì làm việc này, tức là không được ăn trên lệch. Việc ăn trên lệch này anh chị phải gì thỏa thuận với bên gì, bên bán, chứ không được gì mập mờ trong giao dịch này. Có rất nhiều anh chị là gì mập mờ vô chuyện này, ra nói người bán rằng anh ơi, hôm nay anh có thể anh ký giùm em với lại cái bên gì, bên em họ em được không. Nhưng thật ra về cơ bản là gì, người bán biết rõ ràng là gì, có khả năng anh chị không phải là người mua thật sự, mà cái người mua thật sự là người gì, ông B đó. Nhưng anh chị muốn gì, muốn ăn chênh lệch. Cho nên có rất nhiều trường hợp anh chị rơi vào trường hợp này, và anh chị bị gì, người bán từ chối ký hợp đồng với bên gì, bên mua mà do chị chỉ định, làm cho chị phải xuống tiền hoặc anh chị phải mất tiền đặt cọc. Cho nên ở đây anh chị lưu ý một chuyện là gì, tới cái phần bước thứ 6 trong phòng môi giới thì tôi sẽ nói rõ hơn cái chuyện này để anh chị tránh bị lật kèo. Nếu anh chị đứng trên vai trò này vừa là người môi giới vừa là người gì thực hiện cái hợp đồng này, được chưa? Và anh chị ở đây anh chị nhìn trên sơ đồ, anh chị thấy được rằng là người môi giới, trách nhiệm của môi giới đó chính là gì, là phải ký hợp đồng môi giới với người bán, ký hợp đồng môi giới với người mua, và sẽ phải bắt buộc đi tìm hàng từ người bán và tìm khách hàng từ người mua, và đứng trên vai trò trung gian đàm phán ký hợp đồng giữa cả hai bên. Đó là trách nhiệm của người môi giới. Và công việc của người môi giới hiện nay anh chị sẽ có 3 cái công việc chính. Thứ nhất là đại diện ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản. Thứ hai đó là cung cấp thông tin hỗ trợ các bên trong việc đàm phán ký hợp đồng. Thứ ba là tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện để của gì. Đây là ba cái công việc mà chị làm. Và nhà nước hiện nay đã cho chị đúng 2 khoản tiền mà chị làm. Một khoản đó chính là thù lao môi giới. Khoản thù lao môi giới này về cơ bản trước giờ anh chị không có nhận, anh chị không có thèm nhận. Bởi vì anh chị nói rằng là gì, giao dịch không thành công cho nên không có tiền cho nên tôi không nhận. Về cơ bản nhà nước đã đưa cho anh chị gọi là gì, thù lao môi giới không phụ thuộc vào giao dịch thành công. Giao dịch không thành công anh chị vẫn được nhận. Và mức thù lao này nó không phụ thuộc vào giá giao dịch được môi giới. Cho nên ở đây những chị nói em chưa bao giờ em nhận được khoản thù lao môi giới này. Nhưng mà tôi nói một chuyện, hiện nay tại Phú Chí Minh, thị trường Hồ Chí Minh
chúng tôi đã sử dụng chính sách là gì? Để thu thụ lao môi giới. Chúng tôi thu thụ lao môi giới bằng cách nào? Để tránh một số tình trạng như sau. Người mua thật ra nó chính là môi giới khác, người ta muốn kiếm hàng bằng cách nó thông qua mình để nó kiếm gì? Nguồn hàng. Cho nên là gì? Chúng tôi sẽ làm một cái thủ tục như sau. Tất cả những người đi mua nhà, họ sẽ ký hợp đồng với bên công ty môi giới và họ phải trả một khoản tiền gọi là khoản tiền gì? Đặt cọc. Đặt cọc đó là chi phí để tôi dẫn người mua đi xem nhà. Nếu người mua đó giao dịch thành công trong một trong các ngôi nhà của tôi thì coi như tôi được nhận hoa hồng từ người bán cả. Thì khi tôi nhận hoa hồng người bán cả thì tôi ngay lập tức tôi sẽ trả cái tiền đặt cọc mà người mua đã trả cho tôi. Tôi sẽ cấn trừ lại cho người mua. Nhưng nếu người mua không mua, coi như cái số tiền mà người mua đã đặt cọc đó, coi như đó chính là chi phí tôi sẽ đi lại để bù vào những gì gì tôi mất thời gian tôi trả cho người mua. Bởi vì nhà nước đã đưa cho anh chị đây là một nghề dịch vụ. Nghề dịch vụ này phải là gì? Phải thu tiền. Được chưa? Nhưng anh chị, nhiều anh chị nói sang lắm, không có chịu lấy thù lao môi giới, chỉ lấy hoa hồng thôi. Nhưng anh chị bị rơi một cái ràng buộc về mặt kinh tế ở chỗ là gì? Anh chị dẫn từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng nọ. Nhưng cuối cùng chuyện gì xảy ra? Dẫn rồi uống cà phê, mình trả tiền xăng, mình trả thời gian mình mất, nhưng người mua chịu mua. Thế là anh chị ấm ức. Đến giao dịch thứ hai sau, gặp thằng mua nào sập sập là gì? Quất cho tới bến, bù lại những gì anh chị đã mất. Nhưng cái đó là cái anh chị sai. Sai ở chỗ là gì? Anh chị không lấy phí dịch vụ từ cái người trước, nhưng anh chị lại cấn trừ cho người sau. Anh chị làm cho cái giá trị giao dịch bất động sản, giao dịch phía sau nó sao? Nó cao hơn, cao hơn thị trường nó là gì? Bởi vì anh chị kê giá lên để chị bù lại những gì đó mất. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là để nhận được thù lao môi giới này, anh chị vẫn được quyền nhận thù lao môi giới khi giao dịch không thành công. Được chưa? Và anh chị giải thích cho người bán người mua rằng là gì? Tôi cũng phải dẫn khách, tôi phải đi tìm người khách để mua sản phẩm của anh, hoặc tôi phải dẫn ông này đi tìm kiếm cái căn nhà này để đi mua. Về cơ bản chi phí đó là dịch vụ, và dịch vụ tôi không phí. Như anh chị nói, trong cái thị trường này thằng nào cũng phí, tại sao tự nhiên doanh nghiệp mày lại đi thu phí? Thì anh chị phải tạo ra cái lợi thế cạnh tranh ở chỗ là gì? Khi tôi thu phí nghĩa là tôi sẽ cung cấp các dịch, các sản phẩm làm sao nó minh bạch, nó rõ ràng, nó không kê giá, nó không dính quy hoạch. Đây là cái điểm lợi thế anh chị lưu ý giùm cả. Thị trường nó là như vậy, nhưng anh chị muốn tạo ra một điểm lợi thế cạnh tranh bắt buộc anh chị phải cam kết với thị trường rằng là công ty tôi cung cấp dịch vụ có thu phí, nhưng sản phẩm của tôi đảm bảo sự minh bạch rõ ràng chứ không có mập mờ như các sản phẩm khác. Năm nay như thế, tức là để anh chị phải tạo ra lợi thế cạnh tranh. Cho nên anh chị lưu ý là chúng ta được nhận một khoản tiền gọi là khoản tiền gì? Thù lao môi giới. Nhưng cái khoản tiền mà chị thích nhất đó chính là gì? Hoa hồng môi giới. Thì ở đây tôi mới hỏi anh chị một chuyện: hoa hồng này ai trả? Hoa hồng môi giới này ai trả? Chúng tôi sẽ trả lời anh chị câu rất nhanh. Anh chị sẽ trả lời cho tôi một câu rất nhanh, tức là hoa hồng này người bán trả. Tôi trả lời anh chị. Anh chị trả lời sai. Tôi sẽ trả lời này. Anh chị đã trả lời không đúng. Về cơ bản, hoa hồng môi giới này trên thực tế không phải người bán trả. Người bán chỉ đưa hộ thôi. Đưa hộ cho ai? Đưa hộ cho người mua. Bởi vì cái người mua mới là người thực sự trả hoa hồng môi giới. Nhưng trước giờ do chúng ta mặc định là thằng bán đưa tiền cho nó phải bảo vệ người bán, nhưng thật ra là thằng gì? Thằng mua đó. Thằng mua là gì? Thằng bỏ tiền ra để mà gì? Trả hoa hồng môi giới. Bởi vì anh chị nên nhớ được rằng là gì? Khi khách hàng người bán, người ta nghe anh chị là môi giới, lúc đầu rao giá 2.5 tỷ, nhưng nghe chị là môi giới chắc chắn với anh chị rằng nó sẽ rao giá 2.8 tỷ. Và thằng mua nó đâu có biết giá ban đầu 2.5 tỷ đâu, nó chỉ đàm phán trên giá 2.8 tỷ, và khi rớt giá nào, chốt giá nào, ví dụ 2.7 tỷ, thì thằng mua vẫn là tiền của thằng mua hôm nay. Và thằng mua đó sẽ gì? Sẽ đưa tiền đó cho thằng bán, và thằng bán sẽ trích phần đó ra trả cho gì? Trả cho người. Cho nên về cơ bản
tiền thật sự là mua trả, nhưng mà người bán là người đưa cho chị. Do đó thôi, chúng ta nói một cách nôm na để thằng bán và thằng mua đều trả. Cho nên ở đây trong buổi giao dịch chúng ta trân trọng luôn cả gì, cả hai ông, chứ đừng có phải gì thiên vị ông nào cả, đừng thiên vị ông bán. Bởi vì ông bán làm không phải là cái mà gì mà chúng ta thiên vị cho ông. Đừng nghĩ rằng là gì mình bán được cho ông sẽ trả gì hoa hồng cho mình càng cao, có nó có quy luật quy định hết rồi, thị trường 1-2% nó quy định hết rồi, anh chị có bán giá cao đi chăng nữa thì thằng bán nó cũng trả anh chị nhiêu đó, nó đã thỏa thuận anh chị ban đầu rồi. Do đó anh chị phải cung cấp dịch vụ để mà giao dịch này nó thành công. Thì giao dịch này thành công chỉ được xem khi và chỉ khi thằng bán nhận đủ tiền và thằng mua nhận cuốn sổ đứng tên mình, thì lúc đó mới giao dịch là thành công và anh chị mới được, lúc đó mới nhận được tiền gì hoa hồng môi giới. Như vậy hoa hồng môi giới sẽ được hưởng khi các bên được môi giới ký hợp đồng mua bán chuyển nhượng cho thuê mua bán sản. Mức hoa hồng này anh chị nên nhớ là chúng ta có ba khoản, ba cách tính. Một là tỷ lệ phần trăm trên hợp đồng mua bán, ví dụ hợp đồng mua bán đi 2 tỷ là tôi sẽ lấy 1% hoặc 2%. Hai là tỷ lệ phần trăm trên lệch giữa giá bán bất động sản do người bán đưa ra và người môi giới đưa ra. Ví dụ như bây giờ người bán đưa ra là 2,5 tỷ, người môi giới đưa ra là 2,8 tỷ, chênh lệch của nó là 300 triệu. Giờ 300 triệu này hai bên người môi giới và người bán thỏa thuận với nhau, chị 50 em 50, chị 40 em 60, hoặc chị 60 em 40 nhưng chị trả thuế thu nhập cá nhân, vâng không? Đó là do hai bên thỏa thuận. Hoặc đưa ra một số tiền cụ thể, ví dụ như giá giao dịch của tài sản nó dưới gì, dưới 400 triệu đi, chẳng lẽ bây giờ lấy 1% lấy kiểu gì, cho nên người ta sẽ đưa ra một cái số tiền gì cụ thể. Đây là gọi là hoa hồng. Như vậy từ đây chúng tôi muốn chốt lại các anh chị một chuyện là anh chị được có hai khoản tiền. Một khoản đó chính là gì? Thù lao môi giới mà không cần giao dịch thành công. Khoản thứ hai đó chính là gì? Hoa hồng môi giới. Và làm ơn anh chị thu cái thù lao môi giới giùm tôi. Nếu anh chị không thu, nó sẽ tạo ra một cái thị trường này coi cái dịch vụ, cái ngành bất động sản này giống như là một cái dịch vụ miễn phí. Mà cái gì đối với thị trường này thì nên nhớ cái câu ông bà xưa có nói là gì? Cái gì miễn phí thì không có giá trị, cái gì có phí mới là có giá trị, hay gọi là gì? Tiền nào của đó. Cho nên là gì? Anh chị phải thu phí. Còn để thu phí như thế nào cho hợp lý thì anh chị phải tạo lợi thế cạnh tranh. Đó là trong cái vấn đề kinh doanh anh chị cần phải gì? Phải chú ý. Rồi, đó chính là môi giới. Thứ hai, mảng thứ hai anh chị có thể làm đó là mảng tư vấn và quản lý bất động sản. Mảng này đó chính là gì? Anh chị được quyền đầu tư tạo lập kinh doanh bất động sản, anh chị được quyền tư vấn về pháp lý bất động sản, anh chị tư vấn về giá bất động sản, và phần giá này thì tôi sẽ trao đổi với chị cuối cùng. Và anh chị có thể gì trao đổi với khách hàng đó là về phần vấn đề tài chính và hợp đồng mua bán. Thì cái này, đây là cái tư vấn bất động sản. Ví dụ như bây giờ nói, tôi có một bạn bây giờ nó nói Nguyên ơi, bây giờ mùa dịch Covid-19 này, bây giờ tao có tay 50 tỷ thì tư vấn giùm tao đi, bây giờ đầu tư vô cái nào hiệu quả. Như vậy ở đây anh chị thấy về cơ bản là người ta đang cần người tư vấn am hiểu về thị trường bất động sản để đầu tư vào thị trường kinh doanh bất động sản để có lợi nhuận. Và chúng tôi sẽ thu phí trên vấn đề là tư vấn cái loại nào có lợi, lợi nhuận là bao nhiêu và cam kết bao nhiêu lâu sẽ đảm bảo. Hoặc là gì, họ sẽ tìm kiếm anh chị Nguyên ơi, bây giờ pháp lý này anh không rành lắm, bây giờ em tư vấn giùm anh được không? Thì về cơ bản đó cũng là một vấn đề dịch vụ tư vấn về bất động sản. Hoặc là gì, về giá bất động sản, hỏi Nguyên ơi, cái giá bất động sản này nó như thế nào Nguyên? Thì ở đây em chỉ biết về trên người bán thì lúc nào muốn bán giá cao nhất, còn người mua thì lúc nào muốn bán giá thấp nhất. Như vậy cần cái ông ở giữa, ông tư vấn bằng chuyện giá, hoặc tư vấn về hợp đồng, hoặc tư vấn về gì, về tài chính. Thì cái mạng đó là mạng tư vấn. Mạng thứ ba là mạng quản lý bất động sản. Thì anh chị nên nhớ, theo luật xây dựng Việt Nam hiện nay, tất cả tòa nhà xuất hiện tại thị trường bất động sản này bắt buộc phải có đơn vị quản lý. Đơn vị quản lý sẽ có trách nhiệm là gì? Duy trì hoạt động, bảo trì sửa chữa, quản lý giám sát việc khai thác và sử dụng bất động sản. Ngoài ra nó được độc quyền mua bán chuyển nhượng, cho thuê lại của các căn hộ đó. Đây là cái điểm mà cái mảng này về cơ bản chúng tôi thật với anh chị, đây là miếng bánh rất là nhập, miếng bánh rất là to. Miếng bánh quản lý bất động sản này cực kỳ to, trải dài từ Bắc đến Nam. Nhưng
nó chia đều cho ba cái công thành công ty lớn rồi, chứ tôi không có tính đến các công ty cỡ con thôi. Tôi chỉ tính đến công ty lớn, ví dụ như là Sài Gòn Triển Vọng, công ty Việt Nam, công ty nước ngoài là công ty Savita và công ty Savie, còn lại là các đơn vị nhỏ lẻ khác. Nhưng anh chị nên nhớ được rằng là gì, cái mạng quản lý bất động sản này cứ một chung cư xuất hiện là có một đơn người, một chung cư xuất hiện là có một đơn người bị quản lý. Ví dụ như ở ngoài Bắc, ngoài Bắc nó có câu lạc bộ quản lý tòa nhà gần 250 công ty, và nó chỉ xé nhỏ ra đúng trên thị trường ngoài Bắc thôi. Nó vẫn có lời, nhưng cái vấn đề đặt ra là sao? Thị trường ở bất động sản ở Việt Nam này, tòa nhà chỗ nào nhiều nhất? Ở thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam này nhiều nhất, nhưng cái vấn đề đặt ra mấy ông miền Bắc không vô đây làm. Hoặc gì? Vô đây làm nhưng mà gì? Cái dịch vụ cung cấp nó lại không đảm bảo. Cho nên là cái phiền lưu bắt cái gọi rất là lớn, mà hiện nay rất nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa thấy được sự gọi là gì mâu mở của thị trường quản lý bất động sản. Vì quản lý bất động sản này nó sẽ cam kết cho các chủ đầu tư có được một khoản lợi phù hợp. Ví dụ như anh chị nhớ, tại sao là cô vay nó cam kết rằng tôi cam kết tôi trả cho anh 10% giá trị đầu tư, thì nó lấy từ đâu ra? Nó sẽ phải thuê một công ty quản lý kinh doanh các bất động sản trên cái Conotel đó, để mỗi năm nó sẽ trả cho chị 10%. Mình xua đuổi cho nó là sao? Cái thị trường cái Đà Nẵng nó cho nên nó không đảm bảo được 10%. Chứ thật ra về cơ bản các bất động sản tại Việt Nam này, tôi nói thẳng luôn anh chị, chỉ có 5% dân số Việt Nam này đủ khả năng chi trả tiền, còn 95% dân số còn lại là gì? Thuê. Nhưng 5% dân số Việt Nam này đủ trả tiền, nhưng mà anh chị nên nhớ là trong đó gần 70% thật ra không phải tiền của gì của người Việt Nam đó, toàn là tiền nước ngoài về thôi. Mà tiền nước ngoài đó chính là gì? Họ chuyển tiền về, họ nhờ người Việt Nam đứng tên. Nhưng mục tiêu đó chính là gì? Người Việt Nam phải đảm bảo được cái khoản gì? Khoản lợi tức đó. Như vậy người Việt Nam phải làm gì? Và để cho thuê được thì họ mới có một đơn vị gì quản lý vận hành nó để gì? Cho thuê được cái khoản thị trường bất động sản. Như vậy cái mảng này là một trong những mảng mà nếu anh chị gọi là làm dịch vụ thì anh chị nên cân nhắc về cái mảng quản lý bất động sản. Mảng tiếp theo đó chính là sàn. Thì anh chị lưu ý là người kinh doanh bất động sản không trực tiếp bán sản phẩm của mình mà không qua sàn, mà không thông qua sàn, mà bắt buộc họ phải gì, tất cả các bất động sản phải thông qua sàn, và các bất động sản này phải thông qua sàn, mà sàn như thế nào? Do mình thành lập hoặc do mình đi thuê. Mặc người kinh doanh dịch vụ bất động sản cũng được quyền thành lập thuê sàn để thực hiện các dịch vụ bất động sản như dịch vụ môi giới, dịch vụ tư vấn về pháp lý, dịch vụ tư vấn về đầu tư tạo lập, dịch vụ về việc quản lý bất động sản v.v. Còn người không kinh doanh bất động sản thì hiện nay anh chị nên nhớ được rằng là hơn 80% là họ không thông qua sàn, 20% họ mới thông qua sàn. Và nhà nước sắp tới trong luật kinh doanh bất động sản sắp tới có khả năng rằng nhà nước sẽ định hình rằng là ép buộc những người mà hiện nay kinh doanh không qua sàn bắt buộc thông qua một sự kiện bất động sản, để đảm bảo một chuyện là gì, nó hướng tới làm sao người ta quản lý được cái này. Thì đang hướng tới một chuyện là các anh chị là môi giới bất động sản đã có chứng chỉ hành nghề rồi, như vậy muốn giao dịch được thành công, muốn công chứng tư pháp chứng thực rằng giao dịch này hợp pháp hợp lệ, trước đó ông môi giới bất động sản sẽ bắt buộc phải ký vô hợp đồng mua bán với hai ý đồ. Một ý đồ đầu tiên là ông môi giới sẽ đảm bảo được cái giá trị giao dịch trên hợp đồng đó là giá trị giao dịch thực. Và anh chị cũng đồng ý với tôi là giá trị giao dịch trên hợp đồng là không bao giờ là thực tế cả. Ví dụ giá trị giao dịch 3 tỷ nhưng ghi trên hợp đồng lúc nào cũng 500 triệu hoặc 1 tỷ đồng. Như vậy nhà nước đã bị gì? Thu. Thứ hai đó chính là gì? Bắt môi giới ký tên vô, mục tiêu đó chính là gì? Môi giới phải trả thuế thu nhập cá nhân. Hiện nay thì anh chị gần như là gì? Trốn cái khoản thuế này, sắp tới khó trốn. Đó là một cái điểm mà chúng ta lưu ý. Đây là cái điểm mà luật kinh doanh bất động sản sắp tới mà anh chị cần chú ý. Cho nên tôi mới nói rằng là gì, anh chị nên đầu tư vào kinh doanh dịch vụ bất động sản. Nếu anh chị không có nguồn vốn, anh chị nên đầu tư kinh doanh dịch vụ bất động sản. Còn nếu chị có vốn và có tiềm lực và tài chính thì chị nên đầu tư vào công ty Nguyễn Thanh Quang. Thế bà Quỳnh Chi ở đi, con đang viết thư cho bà Quỳnh Chi. Đó là cái mạng gì? Mạng dịch vụ không? Nguyễn Quỳnh Chi. Cái phần sàn này, cái thứ tư tôi sẽ trao đổi với anh chị.
tôi sẽ trao đổi tiếp theo đó là luật đất đai. Trước khi qua luật đất đai thì chúng ta nghỉ giải lao khoảng 10 phút, tôi sẽ quay lại, tôi sẽ trao đổi luật đất đai này để chúng ta hiểu hơn về vấn đề luật đất đai hiện nay nhà nước quản lý như thế nào và nó cần những cái điểm gì mà quan tâm. Rồi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 10 phút, 7 giờ rưỡi chúng ta sẽ quay lại.